giật hay vỏ xe. Hai center. Xin chào các bạn quay lại channel Hello North Cali đời sống Hoa Kỳ. Hôm nay các bạn theo chân mình quay lại Costco. Phòng này đẹp quá. Cái bánh này người Việt Nam mình thích ăn lắm đó các bạn. Nó nhiều loại hạt ở trong á, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, rồi hạt sen nữa. Bánh này bây giờ lên giá quá trời luôn. Hôm nay không có giảm giá. Thấy bên Việt Nam cũng có bán trên online á, bán trên Facebook nữa. Bữa nay là 13 đồng 59 này lên giá quá nhiều. Này thêm một cái bánh của Đài Loan. Có trứng, bánh có trứng, bánh mía thì bánh mía, có bây giờ luôn bánh mía có trứng. 18.49 sen. Mình coi loại này nữa coi. Nó có hai loại. Cái này là bánh mía khoai môn có trứng. Bánh mía khoai môn có trứng. Cũng 18.49 sen luôn. Bánh Đài Loan ăn rất là ngon. Miu chi trà sữa bánh Đài Loan là ngon. Bánh Đài Loan hay là Miu chi là số 1 của thế giới luôn, nói về bánh ngọt. Mochi chi thay vì mình uống Miu chi bây giờ là bánh mochi. Thêm đây một lượng bánh nữa là cũng của Đài Loan các bạn, tiếng Taiwan, Đài Loan có mè ở trong. Bánh này của Đài Loan, bánh này mà tết á, chưng tết nguyên đáng mà nó chưng lên bàn thờ đẹp các bạn. Đó hình bên ngoài của cái bánh đó, đó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Bánh này là chưng tết các bạn, thấy đây lưu là New Year không, nhưng mà nó để hình con thỏ là của phong tục của người, hình đó là logo của người China. Tết Việt Nam của mình là con mèo, không biết tại sao nó để con thỏ. Nó là dân người China ở bên Mỹ lâu hơn người Việt Nam mình như sao, tại vì là con mèo phải con thỏ nha. Tết nguyên đáng của mình là con mèo mèo. Đây là bánh hồng tôm nha các bạn. Này là trước Covid là có 4.49 thôi, bây giờ khoảng gần 3 năm nữa lên giá gấp đôi. Của Hàn Quốc. Bánh này ăn với gỏi gỏi Thái, gỏi xiên, gỏi xiên, tôm thịt ngon. Cái này là mì ramen. Mì này mới. Mì này rất là cay. Mì này của Hàn Quốc. Cái công ty của nó tên là Nong Shim, nhưng mà cái mì cái loại tên nó là ramen. Ramen có nhiều lắm các bạn. Cái này Tantamin. Cái này là phở Việt Nam mình. Phở này ăn ngon các bạn. Có một loại phở nữa mà bữa nay không thấy, có thấy mặt hàng này thôi. Ở đây là bảng giá của phở. Phở thương hiệu của Việt Nam. Trên thế giới ai cũng biết nói về Việt Nam là phở, bánh mì. Phở này bỏ về bỏ thêm mồi viên nữa. Trên xe mình đó là phở với mì. Cái sự đóng gói của Việt Nam của mình rất là dở. Các bạn thấy không? Bây giờ mình nói cái phở ha, cái phở trước thì cái phở nó bốn mặt, kín mít luôn các bạn, không thấy cái gì bên trong luôn. Thấy không? Còn người ta đóng gói của người ta bốn mặt, nhưng mà có một mặt người ta hở ra. Cái mì gì nè, người ta cho cô thấy được cái gói mì cái hình hồi Việt Nam mình nó đóng kín mít luôn. Mình thấy đóng gói như vậy không bằng của Hàn Quốc đó nha.
thêm một loại spam nữa. Cái loại này giống như thịt lát gì nha, thì Việt Nam mình thích ăn. Nhưng mà hôm nay nó không giảm giá, mỗi lần nó giảm giá là một cái pallet bắt kẹt như vậy mà mua sạch luôn á, mà không còn nữa. Spam hôm nay không có giảm giá, gọi là thịt lát á, mình nghĩ chứ gọi là thịt lát ở trong mình đúng hơn á, là mình cắt ra đó là spam ăn với bánh mì kẹp trứng rồi. Cái này thuận tiện cho những nhà mà bận bịu mà không có nấu đồ ăn kịp để đi làm, mua vậy thì vậy. Udon cái này giống như là bánh canh vậy á, mà thấy cái cộng hôm nay cô không có giảm giá luôn. Mấy đứa còn nít ăn cái này á, bánh canh udon. Còn bên đây là gạo không có, có nhiều loại gạo lắm. Filen Kukuho Rose, này gạo khi này Filen nữa, gạo nâu á, gạo lứt á. Còn gạo này gạo qua mai, gạo này bây giờ cũng lên giá quá, nó gần bằng như gạo Thái nhập qua Mỹ nè. Hồi xưa người ta ăn gạo trong đây nhiều ít đường, bây giờ nó lên tới 41.99, gần bằng như gạo Thái. Bây giờ người ta ăn gạo Thái chưa lại nhiều, có thời gian gạo Thái nó lên quá trời rồi đó, người ta ăn gạo qua mai. Cái loại này chuyên sầu tiên uống rất tốt cho mùa đông, nó có mật ong chuyên sầu tiên uống tốt cho mùa đông. Bánh này của người Việt Nam ở bên Mỹ, công ty của người Việt Nam ở bên Mỹ, không phải là bánh nhập bên Việt Nam qua nha. Bánh này một hộp có 28 cái, một cái nó vừa miệng ăn lắm, một lần mình ăn chừng cái hai cái là vừa. Bánh này không có ngọt lắm, người lớn tuổi thích ăn cái này lắm, ba mẹ mình nó thích ăn cái loại bánh này. Mặt hàng này là táo tàu sấy khô, thường là trái mình ăn trái xanh nó có hộp như là sấy khô 9.89 đồng, đó là Kusubi, thường người Việt mình gọi là táo tàu. Ăn ngon. Cái này là món ăn truyền thống của người Tây Ban Nha vào dịp lễ Giáng sinh nha các bạn. Giáng sinh bên Mỹ mới có bán, cái này bình thường không bán. Đó là đùi heo không khói á, ướp ướp bao nhiêu tháng. Món ăn truyền thống của người Tây Ban Nha. Trước mặt các bạn là bưởi với chuối. Bưởi thì ăn cũng ok, chuối ngon. Bưởi ăn cũng ok thôi, không có ngon. Chuối ăn rất là ngon, thơm, dẻo và ngọt. Đây là sô-cô-la, chocolate 9.99 đồng, hiệu Sierra Leone. Lít nhà mình thích ăn. Thêm một loại chocolate nữa, cái loại màu vàng nha các bạn, cái hộp màu vàng á. Cô chú anh chị Việt Nam mình mua về Việt Nam biếu quà nhiều lắm, cái loại màu vàng. Cái hiệu bánh này của Ý nè, mùa Giáng sinh cũng bán 7.99 đồng. Ma đi 7.99 đồng bánh của Ý mà có mùi nho. Này hạt điều với hạt hạnh nhân á, hạt ong mình á, hạt điều hạt hạnh nhân mix lại với nhau à, chung. Cái đầu tiên là hạt dẻ các bạn. Hạt đó của China á. Cái hạt cuối cùng là hạt điều các bạn. Hạt
điều. Hạt điều bên Mỹ bóc vỏ sẵn rồi ăn ngon lắm. 15 đồng 99. Đây là một cái hộp của nó. Bên tay trái của các bạn đó là hạt dẻ, đưa cái loại sản phẩm này của China. Còn bên tay phải là đó là hạt hạnh nhân với hạt điều trộn lại chung. Chắc đấy là của China. Còn cái sốt này thường là mì Ý, còn không làm pasta người ta ưa bỏ mấy cái sốt này. Sốt của Ý, spaghetti mì Ý rồi. Đây là hạt hạnh nhân Âu Mình, tiếng Mỹ là Âu Mình. Bọc này cũng khá bự á, 1,5 kg á, trước mặt các bạn là thực phẩm chức năng á. Loại này bên Việt Nam mấy anh chị Việt Nam bán online nhiều lắm. Bữa nay giảm giá 1 loại giảm giá thôi các bạn, loại này giảm giá. Đây là thực phẩm chức năng cung cấp vitamin, protein. Ăn cái này rất là tốt cho những người lớn tuổi. Cái loại mà hộp logo màu xanh xanh này là hạt ốc chó. Không biết tại sao người Việt Nam kêu là ốc chó. Hộp này ăn rất là tốt. Hôm nay Costco có bán rượu Chivas 18, rượu của Scotland. Rượu cũng lên giá. Năm ngoái có 49 đồng 99 thôi, năm nay lên tới 55 đồng 99. Giảm 4 đồng còn 51 đồng 99. Chivas 18. Cái cục thịt bò này rất là ngon, to lắm mà. Nó là, để mình quay cận cảnh với các bạn coi, nó là 20 đồng 99 một bao, và 20 đồng 99 nữa ký. Cái cục này nặng 5.40 bao, giá tiền đó là 113 đồng 35. Còn cái cục kế bên nó nặng hơn á, là 172 đồng 54. Cục thịt này ốp ăn rất là ngon. Cục này nhà mình có ăn mấy lần rồi, thường là nhà mình ăn lễ tạ ơn ăn cục này không, mà Giáng sinh nhà mình chưa có ăn. Đây là mặt hàng cua hoàng đế. Bên kia là tôm hùm. Bữa nay người ta đi chợ người ta mua nhiều lắm. Đó, từng ngày từng Giáng sinh. Cái này loại mới, gọi có hình con thỏ các bạn. Tại vì người Việt Nam mình con mèo mà để con thỏ là của China. Cái bà rượu của Pháp chứ không phải China nha các bạn. Còn cái loại truyền thống của nó bên đây là rẻ hơn, 188 đồng 99. Chai bên phải là chai mới hình con thỏ, chai bên trái là chai truyền thống của nó, original nguyên thủy của nó.
này chỉ khác nhau mình con thỏ thôi, không khác nhau gì đâu. Chai nào cũng đẹp hết. Đây là Louis Martin XO. Chai này là có giá 189. Còn chai phía trên là chai khác 275, chai phía dưới 189. Chai này 275 to nhất, 275 đồng 99. Rượu là mua rồi không được trả lại. Chát 4 chai là 34.99. Cái này đóng gói vô bán mắt á, mình có thể mình mua riêng từ chai về mình bỏ vô. Nó có rượu đỏ, rượu chanh, rượu đen và rượu Sperry. Hiệu này là Sperra Rosa. Đây nằm ở Napa gần mình, gần chỗ mình hả, khoảng 2 tiếng lái xe. Cái hãng xưởng rượu nằm dưới đó. Ra một chai rượu này người ta linh ta bỏ chỗ khác nên cũng mấy chai này nhiều đó. Nó là hai lần Scotch Whisky của Scotland đó, nhìn đẹp quá. Xe một vòng các bạn coi cái rượu khá đẹp đó. Nếu uống ngon không không biết giá nhiêu, biết nằm chỗ nào luôn. 3.699.999. Đó là Rami Martin Louis 18 co nhất 750ml. Ra giữa nha các bạn. Thay vỏ xe nha các bạn, mình phải lấy hẹn vô đây, mình thẻ phục người ta sẽ phục vụ cho mình cái hẹn ngày nào, không lấy hẹn cũng được nữa, mình vô đây không lấy hẹn đứng rất là lâu. Vật này là thay vỏ xe với lại thay bình xe các bạn. Costco này giá xe mà còn warranty thì vô free, nó giá bên trong á. Đây là bình xe các bạn. Còn bên đây là trả đồ, các bạn mua đồ về mà xài thấy không thích hay là bị cái gì đó các bạn vô đây trả lại nha, trả rất là dễ dàng. Chỗ này là chỗ mở thẻ đăng ký thành viên và là membership đó. Nó có 3 loại
mệnh giá, cái mệnh giá đầu tiên là màu đen á, Executive là 120 đồng, Gold Star là 60, còn Business là 60, cái thẻ cuối cùng là cái thẻ của Citibank, nó kết hợp với hệ thống Costco các bạn. Đây là khu vực để mở thẻ đăng ký thành viên. Mệnh giá thẻ mấy bạn thấy nó khác như vậy, chứ thật sự là mấy bạn mở mệnh giá nhiều á, ví dụ 120 đồng thì bạn được reward lại cái point, cái điểm nhiều hơn cái loại 60. Hồi xưa á, mình mở lâu rồi, mình mở cái đầu tiên á, bạn mình chỉ giới thiệu mình mới biết á. Bây giờ mua thức ăn là mua trên mấy cái máy nè các bạn, hồi xưa là mình xếp hàng ở chỗ mấy cái hình để mình mua đồ ăn đó, trả tiền, bây giờ là trả bằng máy. Cái khu vực đó là khu vực food court. Dạ, cảm ơn các bạn đã xem channel của mình, các bạn thấy hay thì đăng ký, chia sẻ, giới thiệu bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn rất nhiều, bye bye các bạn.